Dạ con xin chào tất cả cô chú chị đang theo dõi video bán lan của Shop Hoa Lan ngày hôm nay. Thì trong video hôm nay thì con sẽ giới thiệu cho cô chú chị những cái mã hồ điệp mới bên shop con hiện tại đang có hàng về, và chủ yếu những cái mã hoa đại. Đầu tiên đó là cái mã hồng Anna. Đây, cô chú chị có thể xem. Hàng thì đây là được trồng tại Đà Lạt, gốc 1.7, và cây này thì hàng giống từ Đài Loan đưa về. Và con vẫn bán với cái giá là 20.000 một cây. Và cô chú anh chị mua 10 cây thì con sẽ bao ship. Đó, tiếp theo. Cái mã này là mã tiếp theo nè, 2010 nè. Cái mã địa chủ nè cô chú anh chị. Những cái mã này mã thông dụng để mà thời Tết nó cắm hoa. Đó, cô Tết mình lên size 3.5 để mình cắm hoa đó cô chú anh chị. Mã địa chủ nè, rất là đẹp nè. Cây to khỏe. Rồi, con sẽ qua một cái mã tiếp theo cho cô chú anh chị xem. Đây, cây khỏe, bầu trồng bằng giớn chi lê. Đó, rất là khỏe luôn. Đây, con xem cái tem đó, mã 2460. Đó, mã vàng. Rồi, con qua một cái mã tiếp theo là mã đốm. Đúng chấm nó khá là đẹp, toàn những cái mã hàng hoa đại về cô chú anh chị mình chơi. Đó, hôm qua một cái mã tiếp theo, mã này cũng khá là đẹp nè. Hôm qua một cái mã nữa là cái mã đỏ ớt này, mã này cây khá là to luôn. Cái mã này thì Tết rất là thông dụng luôn. Cô chú anh chị có mình có thể về mình tháo ra mình ghép vô bằng vỏ thông mình trồng, cây nó sẽ khỏe mạnh. Đó, hoặc là có thể trồng cái chậu hai cây mình ghép lại thành một mình trồng. Dạ, đó là các cái mã. Ở phía bên này là những cái mã hồ điệp lá phát tài và lá âm dương. Đây là những cây lá âm dương con sẽ lựa ra. À, lá âm dương thì giá nó sẽ là 25.000 một cây, 10 cây con bao ship. À, còn mà cô chú anh chị mà muốn mua lá phát tài, lá biên á, thì là 20.000 một cây, 10 vẫn đồng giá 20.000, 10 cây con bao ship. Đó, thì cây rất là khỏe và đẹp. Cô chú anh chị mình đặt hàng thì có thể gọi điện qua số 0394011949. Số con để phía bên góc màn hình á. Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con. Ở phía bên đây thì là những cái chậu mà hồ điệp con ghép sẵn như này nè. Đó, để cô chú anh chị mình có thể tham khảo mình ghép vỏ thông để cho cây nó ra rễ khỏe mạnh phát triển. Những cây này là những cái cây mà cắt ngồng bị hư lá, con sẽ ghép vào để con tận dụng trồng. Đó, rất là khỏe luôn. Những cây hồ điệp băng băng, những cây hồ điệp vàng, những cây lá biên con sẽ ghép hai cây làm một trong chậu phi âm ba. Đó, rất là khỏe. Mọi người có thể ghép như vậy cũng ok, hoặc là mình ghép chậu nhỏ.